Ta chạy 12 này. 12 thì cái dãy số của chúng ta này. Thì từ 1 cho đến 12. Cái tổng của nó là bằng 51. 51 ha. Rồi, xin chào quý thầy cô cũng như xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục làm các cái đề thi tin học trẻ. Thì đây là một cái đề của Phòng Giáo dục Đào tạo Đà Lạt năm 2019 của cấp trung học cơ sở. Thì có một cái câu là tổng các chữ số. Câu 1: cho số nguyên dương n, người ta viết các số nguyên liên tiếp từ 1 cho đến n trong hệ thập phân để tạo ra một dãy các chữ số. Hãy tính tổng các chữ số của dãy. Thì trong một cái ví dụ mẫu, người ta nhập vào n bằng 12 thì viết ra một dãy liên tiếp từ 1 cho đến 12 và tính tổng cái dãy này là 51. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài này trên ngôn ngữ SIGGRAPH. Thì để làm được bài này, người ta là làm như sau. Thì đầu tiên thì chúng ta cho một cái sự kiện ha. Sau đó mình sẽ có một câu hỏi. Hãy nhập vào vào số n ha. Thì sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái biến để lưu cái giá trị n này. Cái biến n đi. Rồi, biến n. Chúng ta sẽ bỏ câu trả lời. Bây giờ mà chúng ta nhập vào chúng ta chạy lên, chúng ta nhập vào bằng 4 á. Bằng 4 này. Thì n bằng 4 này thì chúng ta sẽ nhập là bắt đầu là từ 1 2 3 4 liên tiếp như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ khai báo một cái biến y. Biến y của chúng ta nó sẽ xuất phát từ 1 từ 1 cho đến n. Như vậy mình sẽ lặp lại cái việc này. Mình sẽ lặp lại cái việc này. Mình lặp lại cái biến y này cho đến khi nào mà nó lớn hơn n. Thì nó sẽ dừng lại. Mình sẽ lặp lại cái biến y này cho đến khi n biến y này cho lớn khi n thì nó sẽ dừng lại. Thì trong quá trình này y nó sẽ tăng, thay đổi giá trị tăng lên 1 ha. Chúng ta xem, chúng ta nhập vào bằng 5 thì y bằng 6 này, nó sẽ thoát ra khỏi cái vòng lặp này. Thì trong khi đó để mình tạo ra một cái dãy số thì mình sẽ tạo ra một cái biến để mình lưu các cái giá trị của cái biến này ha. Mình sẽ lưu các cái giá trị của cái biến này thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ tiếp tục, mình sẽ khai báo một cái biến là biến trừ số đi. Trừ số cái biến trừ số mình á, thì ban đầu mình cho nó là một cái biến rỗng ha. Cái biến này để lưu thôi ha. Thì trong quá trình đó mình sẽ thay đổi cái biến chữ số này. Mình sẽ ghép vào, sau mỗi lần như vậy mình sẽ ghép vào cái biến này. Mình sẽ lấy cái chữ số này mình ghép đôi vào ha. Chữ số này bằng rỗng này, ban đầu nó bằng rỗng này ha. Mình sẽ ghép cái biến y này vào ha. Biến y này vào. Bây giờ mình nhập vào bằng 4, 1 và bằng 4. Thì nó có là gì? 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình nhập vào là 12. Nó có một cái dãy số là 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12. Đấy. Như vậy chúng ta có được cái dãy số rồi nè. Giống như trong cái bài này. Nhập vào 12, 1.
một hai đó nó sẽ đó. Rồi như vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi tính tổng cho nó. Bây giờ mình tính tổng cho nó thì mình phải lặp lại cái dãy số này, mình lấy từng số ra để mình tính tổng. Như vậy bây giờ mình sẽ làm một cái khối tính tổng riêng đi, đây là tính tổng dãy số. Bây giờ mình có tính tổng cái dãy số này, như vậy bây giờ mình sẽ khai báo một cái biến ri rồi khai báo một cái biến ri, đặt biến ri ở đây. Ri của mình là xuất phát từ 1 nè, thì sau đó mình sẽ lặp lại cái dãy số này. Như vậy là mình sẽ lên cái chữ số này nha. Chữ số này đấy, mình lập lên cái chữ số này, sau đó mình sẽ tăng cái giá trị của cái biến ri của mình lên. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục, mình sẽ khai báo một cái biến tổng mình của mình ban đầu mình cho nó là bằng 0 ha. Sau đó mình sẽ bằng là sau đó mình sẽ lấy từng mình sẽ lấy ra từng cái chữ số trong này. Như vậy là mình sẽ tiếp tục mình khai báo một cái biến nữa. Mình sẽ khai báo một cái biến nữa, nó là biến một cái biến aber đi ha. Mình lấy từng cái biến aber này thì nó sẽ lấy từng cái chữ số trong này ra. Đấy. Nhiệm vụ của nó là như vậy, lấy từng chữ số này là từ ri ha, ri cho đến chữ số ha. Rồi sau đó mình sẽ cộng cái tổng này vô trong này. Tổng của mình nó sẽ bằng tổng bằng tổng cộng với từng chữ số, tổng cộng tổng với cộng chữ tổng cộng tổng với bằng cái aber ha, lấy cái aber này ra thì mình sẽ lấy từng cái ra. Rồi bây giờ mình tính thử ha, mình nhập vào bằng hai thử này thì nó là 2, cái tổng của nó là bằng 0, cái ri này là bằng 16, mình chưa bỏ cái này vô, bằng 4. Như vậy là ri của mình bằng cái vòng lặp của chúng ta chạy thì bắt đầu là từ 1 ha. Chúng ta chạy lại này, chúng ta chạy 12 này, 12 thì cái dãy số của chúng ta này thì từ 1 cho đến 12, cái tổng của nó là bằng 51 ha. Chúng ta sẽ giấu bớt cái y này, ri này. Cái tổng của chúng ta đây. Đấy. Cái chữ số dãy số này. Đấy. Cái tổng đây, dãy số này. Thì ri. Rồi, n chúng ta nhập vào 12 ha. Chúng ta chạy lại nè. Chúng ta sẽ chạy bằng 5 để chúng ta kiểm tra là đúng không ha. 5. Thì 1 2 3 4 5, cái tổng của nó là bằng 15. Đây là gì? 5 6 10 15 đúng rồi ha. Nhập vào bằng 10 được coi. Bằng 10 thì nó là bằng 46 ha. Rồi, như vậy là bài chúng ta đã hoàn thành. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.